Ê, đúng có đung 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 nè. Đừng có đung 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 lấy gì. Cẩn thận nha. Đây đây đây. Khai đao nè. Khai đao. Khai đao. 1 2 3. 1 2 nè. 1 2 3. Bóp. Ồ. Ồ. 3 cái. Hồi hộp về chờ đợi cái nha. Đây. Sáp quá trời sát luôn. Nước. Wow. Sát kìa. Nó kẹo kẹo ha. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người. Thì hôm nay Nhi được nghỉ cả nhà ơi. Hôm nay Chủ nhật nè. Thì mình được nghỉ nên là mình cũng ra phía sau mình chơi gì đó, không mát gì đó. Tại vì phía sau mát lắm, Nhi được cá mát. Nãy anh nghe anh Tân nói ra mình sao không biết anh làm gì ngoài đây nữa. Để mình ra mình coi anh làm gì nha. Đây. Anh Tân kìa. Anh đang làm gì vậy anh? Đúng rồi, anh cũng quay nè. Chào cả nhà. Anh làm gì mà anh vớt vậy? Giọt lấy giọt cười thao rồi. Mà đi cá để vớt mấy con cá coi đợt này cha thả cá là có đậu hay không á. Vậy hả? Cha anh mới thả cá cũng có từng lễ rồi cả nhà. Ủa đợt này cha thả cá gì anh? Cha thả cá tra. Cá tra ha. Thả vụ cá mới nè. Nãy giờ em dỗ con Sâm ngủ trống giờ mới ra nè. Ra coi anh làm gì ngoài đây. Cho em lúc yêu thăm cá luôn. Ốc Biêu, mà chơi Ốc Biêu. Đây, cá đây. Chưa à? Có nước không à? Ủa vậy hả? Chưa hả? Em tưởng có cá rồi chứ. Anh Tân lại đắng vớt rồi kìa. Nãy giờ vớt mà thao thăm thấy nó không được nhiều đấy chứ. Dạ. Đó anh để cho thử rồi. Thử rồi. Wow. Đường mà anh có không anh? Sao trớt quất trời? Trớt quất. Rồi nhắc lại rồi. Nhắc lần nữa rồi. Sao em thấy xác cá lăn quăng nhiều nè. Hôm nay được coi cá nha. Để anh vớt lại cái nữa cả nhà ơi. Vậy coi. Đó. Được mới ha. Có nè. Đó, cả nhà thấy không? Cả nhà thấy nó bơi bơi không? Đó đó. Nó bơi bơi. Có mấy con cá bơi bơi đó. Cũng được chục con anh, mười chục mười mấy con không? Chục con gì? Mà đợt này cá nó không có được đậu cả nhà ơi. Số lượng cá nó ít nè. Vậy là ít hả anh? Hồi đó, nhớ một vợt là có 100 con luôn. Dữ gì đó hả? Ồ, đợt đó đậu quá ha. Đợt đậu. Ủa, hôm qua anh thấy em có mua dừa sáp không? Đúng rồi anh. Tại vì bữa em thấy con bé trong công ty á, nó có bán á, nó nhờ anh á qua bên Bến Tre mua á. Thì em thấy ngon quá, em thấy đăng lên, thấy đăng Facebook đó. Bán online á, cái em mới mua về thử. Tại vì đó nhà mình cũng chưa ăn món đó nữa. Em với anh chưa ăn Ốc Biêu nè. Rồi đặc biệt là Nguyên với Hôn nữa. Hôn cũng sắp về Hàn Quốc rồi. Nên mình cũng mua một cái món gì đó, món miền Tây á, đãi Hôn luôn. Mà biết ăn hồi ngon không nữa. Mình dân miền Tây chứ chưa bao giờ được ăn dừa sáp luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nay mình ăn thử nè. Hình như nãy em thấy hai đó nó trong phòng rồi. Huy với Hôn trong phòng rồi. Vô tổng, mấy cô cháu mình vô tổng à. Kêu tụi nó, rủ tụi nó ăn dừa sáp. Đi, rủ tụi nó ăn dừa sáp luôn. Cá đợt này đổ ít rồi Nhi ơi. Buồn quá. Bữa trưa trưa này mà ăn món dừa là ngon lắm. Bây giờ nắng lắm rồi. Có trời nắng luôn rồi. Giờ ba cô cháu mình vô trong ngủ Huy với Hôn nha ăn nè. Bé Sâm đang ngủ bên kia rồi. Bé Sâm đang ngủ giỏng nè. Rồi giờ anh Tân với Út đang gõ cửa nè. Ngủ Huy với Hôn vô nha ăn luôn. Hai đứa ăn dừa nè, dừa sáp. Chào. Gan vừa sáp nè. Giờ trời nắng ăn ngon lắm. Em ra nha, em ra nha. Ra chơi nè, ra chơi ăn dừa nè cưng. Đây, vừa sáp. Ủa người ta chặt cho mình sẵn rồi. Sao người ta chặt cho chưa miếng vỏ vậy? Biết không? Mình tóm để mình chặt hết ta. Không biết nữa, nó có loại đó mà cưng ơi, không có loại kia. Nó vậy đó, chặt nửa bên còn bên nửa bên vậy đó. Sữa với nước đá nữa. Dạ. Úc mình lấy ra đem xài nữa nè. Dạ. Dụng cụ. Đây, dụng cụ đem theo nè. Anh đem anh đem cho Hôn hả? Nói bác Hiên thử thôi. Lúc trước ngồi đợi lúc này nè. Được không? Được ha. Dập trái với ta.
xuống sổ á. Đi bằng xuồng á. Đi một xuồng 5 người, 5 người đúng không ta? Chắc được mà, em nghĩ chắc được á. Ok, đi đi, bơi bơi cổng. Action. Action. Ở đó đi, ở đó đi anh là. Thôi cẩn thận. Cẩn thận anh ơi. Lại đây có cái bãi nè. Rồi bây giờ xuống xuồng nha cả nhà. Anh luôn. Anh đứng lên ngồi đi. Lấy cái bao lót đứt để nó. Đâu gì đâu. Không lắm à. Không mà không đứt luôn. Trái luôn. Rồi anh chị. Rồi hôn. Anh yêu anh xuống dưới ngồi trước nha. Anh cẩn thận nha. Anh dịnh nha, anh dịnh cho hôn chứ đi. Không quen không giữ thăng bằng được á. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận nha. Giờ chuyện đồ xuống. Đem cầm đi. Một chiếc sườn bé 5 người ngồi luôn. Không biết sao đây. Có mà nó nói nó nhõng nít luôn. Trời chị ơi coi nè. Nó mất mé luôn. Rồi giờ em lên đây cho nó đều. Nó lúng nước. Nó lúng nước luôn không? Giờ tới Quyên xuống nè. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Lâu lắm rồi không ngồi xuồng ha. Nó Út yêu ngồi đâu? Đây. Có người ở đây hả? Út yêu nhỏ mà. Đây thôi. Con thằng yêu yêu ơi, chạy chạy chạy. Chạy ơi, chạy ơi, chạy ơi, chạy. Rồi, em xuống luôn đi. Em xuống luôn hả? Đủ rồi chưa? Anh em đủ rồi chưa? Tân nha. Ừ. Ừ. Trời thật ốc dài. Ủa chị hai là xuống nhẹ nhàng nhất luôn á. Đi nghỉ mẹ, không có nắng đâu. Mọi người ơi, cẩn thận nha. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Anh hai lên nhõng đít luôn rồi nha. Trời ơi, chết rồi. Giờ mém mém luôn á trời. Chết rồi. Ê đúng có đúng 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 nè. Đừng có đùng 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 lấy gì. Anh. Đừng có đùng 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 lấy gì. Tao này như này là một thằng đúng á. Em với Út với chị hai á là không bằng anh với anh Huân á. Út ngồi thấy ổn không Út? Ổn. Ổn ha. Đây, giờ mình đang thẳng tiến vô đầu trong để ăn dừa sáp ở này. Dừa sáp đó chị hai. Phong cảnh hữu tình không? Rất là đẹp. Cả nhà thấy đẹp vậy á chứ thật sự rất là nắng nha. Nắng chói chang luôn á. Nắng chói chang luôn. Mà anh Huân quá căng thẳng luôn. Anh biết bơi mà. Không muốn bơi. Tại sao? Chơi luôn rồi. Anh không thích đìa cá này hả? Mát, bơi mát coi đâu. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Tới rồi. Bơi không đi luôn rồi. Tới rồi. Tới rồi, Úc Yêu ơi. Tới rồi. Chúng ta còn sống nè. Còn sống. Chưa chết nè. Ê, tới rồi. Anh dặn luôn. Hồi nay giống như có điểm tựa vậy đó. Cái này nha. Ăn luôn. Nhẹ nhàng vậy. Từ từ. Ui. 70 với nay. Ôi trời ơi. Ôi. Ê không được, anh Huân cẩn thận chứ. Tại vì có mình. Làm gì vậy? Chuyện đầu lên đi. Anh ở dưới chuyện đầu lên đi.
đi bằng xuồng á coi bộ nó nhanh hơn không trời. Đi bộ nhanh hơn xuồng đó. Con dao nữa. Con dao để ngồi. Cẩn thận nha. Mấy cô cháu mình cũng tới nơi cả nhà. Giờ bài ra dọn ra đặng mình ăn thôi. Có bộ bơ xuồng mạnh hơn á. Đúng rồi. Có view phụ bưng à. Đợi hơi cẩn thận luôn ơi. Mấy cái dừa này hơi thấp. Rồi, ô view để xuống đi view. Ở đây có một cái nữa. Rồi. Ở đây mát thiệt ha. Đây mát kìa. Có mấy cái dừa này. Có gì khác nước rồi mình chặt dừa mình uống luôn. Em cũng khắp tiền nóng thì khi vậy khi vần táo á em rõ này em bùm bùm trời uống nước rồi nè. Anh biết bơi nè. Đúng rồi, em cũng thích. Sao không thích? Nói thiệt đi, sao không thích nước này? À, nước xanh xanh đó. Nước xanh xanh mà xanh. Xanh hả? Cha mới vậy, cha mới tẩy thuốc. Mấy cô cháu mình chuẩn bị chặt dừa ha. Dạ. Rồi. Ừ. Đây, dừa đây. Dừa. Con dao đâu? Đây, uống chi dừa đây cả nhà. Đây, giờ mình sẽ chặt dừa sát nha cả nhà ơi. Anh biết cách chặt chưa anh? Không. Không. Trời, trả lời gọn quá. Làm đại luôn chứ không biết. Không. Nó chạy dễ hơn quá. Không. Dừa này là dừa khác với dừa của nhà mình hả? Dạ. Anh sẽ thấy sự khác biệt. Mà không biết có sáp không đây nè. Thấy quan trọng á. Giờ mình lọc ở trước ha. Xa đâu, để trúng bút. Có dùm trúng bút nha. Này giống vừa khô á. Nó vừa gám. Vừa gám chứ không? Chắc vậy nó mới có bột á. Nè, tay nhỏ xíu vậy nè. Nhỏ, gọn gọn. Đúng rồi. Úc lấy còn mấy tá đâu, Úc lấy hết bạc đi. Cái này vừa ha, sao mà rồi đi cá là ăn dừa sát. Sao này gốc dừa ăn dừa luôn. Anh nói rồi chứ nghe nói dừa sáp này lâu lắm luôn rồi đó. Đúng rồi, em cũng nghe lâu. Nhưng mà chưa có cơ hội thưởng thức. Anh hai chuyên gia đọc dừa rồi, đi chưa? Rẹt rẹt luôn á. Này mua nhiều trái gì? Này 100 ngàn một trái rồi này. Ủa? 100 ngàn một trái hả? 100 ngàn một trái. Dừa sáp mà. Không, Tâm là thấy rẻ. Đúng rồi. Ừ, bữa thời điểm nó sốt hình như là 178 ngàn một trái á. Đúng rồi, em thấy có mấy chỗ mắc hơn á. Gần 200 ngàn một trái. Nhưng mà quan trọng là cái gì biết không? Có sáp không ạ? Có sáp là không. Đúng rồi. Thì sợ người coi ta... nó đặc ruột hay không? Có chỗ người ta bán cũng không có chất lượng. Nhưng mà để coi bữa nay sao nha. Em thấy không? Thường thường cái dừa khô của mình á, thấy dừa gám của mình á, lắc á thì nó lắc sẽ kêu. Có cái tiếng nước ở trọng không? Uh-huh. Còn cái tái dừa sáp là mình lắc nó không có. Nó nặng lắm luôn á anh. Nặng lắm kìa. Ờ, vậy nó mới đặc ruột ha. Chứ anh nghe nói là người ta lọt vào vậy nè. Nếu người ta phân biệt được loại 1, loại 2, loại 3 vậy đó. Vậy hả? Anh nghe nói vậy thôi chứ cũng không gần, không biết. Cái nhà biết không ha? Người ta lọt nữa ha. Ừ. Người ta coi cái phân biệt loại 1, loại 2. Anh hay làm gì cái gì cũng giỏi gì chứ. Anh cảm ơn em. Dân miền Tây mà cảm ơn giỏi cái này lắm. Cảm ơn em. Thấy mỡ luôn á trời. Mỡ rồi dạ. Mỡ rồi chả dữ vậy. Không thấy không? Mặt mày con nè. Mồ hôi cơ, mồ hôi quá trời. Mồ hôi chả này cả nhà. Gặp nói bơi xuồng á. Hả? Bơi xuồng á. Hồi nãy á. Chơi chiếc xuồng bao nhiêu ký anh? Chơi xuồng bao nhiêu ký? Chơi xuồng này. Chơi chiếc xuồng này nè. Tàu á, chiếc tàu á, chiếc tàu á. Con 500 kg đó. 500 kg. Đúng rồi, hơn nhiêu ký? 100. 70. Ốc với chị hai 100. 270. 270, anh hai. 60. 70. 6 mấy hả? Anh hai 6 mấy hả? 60 gì? Ta lên rồi chứ bộ người ta ốm hoài hay gì á. Người ta giận kìa. 61 kg. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sợ sợ. Sợ sợ. 60. Cười. 68. 68. Còn coi như 70 luôn đi. 68 hả? Con 70 á. 340 hả? Đó là hơn 100 kg đó.
ra tính người trên tàu. Ba trăm mấy á. Đúng rồi, ba trăm mấy à. 340. Bà nội chỉ, hồi đó bà nội còn sống á. Bà nội chỉ gì mấy người. Sao nói? Trong cái trái dừa thì có ba cái lỗ. Mà nó sẽ có cái lỗ thiệt. Như cái lỗ này lỗ thiệt nè. Còn cái này nó giả. À đúng rồi, lỗ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì mình muốn chặt mà để cho trái dừa nó ra một cái vuông ấy đẹp á. Thì phải bóp cái này lại. Cái mình sẽ ra nó đều hơn. Bóp cái lỗ mà lỗ trống hả? Ờ, cái lỗ trống á. Nghĩa hả? Ừ. Đó bà nội chỉ á. Cho nó bít, giống như cho nó bít hơi ha. Cho nó bít hơi lại Út không ta? Thích Út mà. Thích Út mà, Út đẹp mà. Cặp nha. Khai đao nè. Khai đao, khai đao. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bóp. Ồ. Ba cái. Ồn cái gì? Vừa ba nhát. Cái này quan trọng đây nè. Ôi, bất ngờ. Hồi hộp về chờ đợi cái nha. Đây. Sắp quá trời luôn. Nước. Wow. Nó kẹo kẹo ha. Nó kẹo kẹo. Đâu hai em coi thử coi. Rồi hôn nữa. Chế liền nhất. Để cho nó miễn. Sẵn nó kẹo kẹo ha. Cái muỗng nè. Cái muỗng nè. Thử luôn đi. Thử xíu cái mình hồi mình lấy đá mình ăn. Muốn không? Muốn nào không? Sao sao? Chất lượng không? Ngon. Nó lạc lạc. Nó kẹo kẹo. Nó ngọt Nguyên. Ngọt. Muốn không? Ôi nó kẹo ghê hết hả? Nó rất là kẹo luôn á. Béo béo không? Anh ơi đợi mọi người ăn dí. Ăn đi, cứ ăn trước đi. Ăn đi, ăn đi, thử đi. Thử đi. Cái hồi để đá cho nó ngon nữa. Để đá để sữa vô. Giống như mất còn á. Giống như mật ong thiệt á. Nó kẹo mật kẹo nha. Rồi đầu tiên mình coi á. Muốn ngon nữa thì hồi không biết sao. Để sữa nước đá vô. Đúng rồi. Để sữa là ngon hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Thời tới thứ hai nha. Dạ. Ồ. Ừ. Tan nát cái vô luôn. Tan nát luôn rồi. Để coi trái này sao đây. Ồ, nè này nó khô nè. Cái này sắp khô nè Quyên. Wow. Nãy sao sao ấy. Này còn ngon hơn nữa nè. Sắp khô với sắp nước này cái nào ngon hơn ta? Anh cũng không biết, ăn mới biết. Thử coi sao. Cái màu trắng luôn, cái mình ăn được luôn ta. Ừ, ngồi mình nào. Ừ, cũng mừng quá, mua lần đầu tiên mua vậy cũng mừng lắm luôn rồi, sợ ăn không được chứ. Sợ không có sáp nhiều chứ. Tới thứ ba nè. Wow. Nhà. Ôi. Ôi, cái này sáp quá trời rồi. Wow. Cái này cũng ngon luôn. Sáp nhiều nhất luôn á. Ủa là nước nhiều nhất luôn. Đúng rồi, nước nhiều. Quá ngon luôn. Rồi. Bây giờ Út sẽ đập bức đá nha. Còn Nguyên với anh hai thì nạo dừa. Nè, coi sáp này nha. Cậy vừa rồi ha. Nó mềm không anh? Mềm quá này. Nó mềm ha. Ủa, cái quyên nó ngon kìa. Cái loại nó vậy ha, mềm vậy ha. Tán quyên thôi nha. Wow. Vừa kẹo kẹo mà nó vừa sạch sạch quá ha. Ở trong kẹo kẹo còn ngoài nó cái cơm nó mềm. Mềm ha, đúng rồi. Đã rồi. Cái này nó có chất lượng nữa nè. Vậy mới gọi là vừa sáp chứ. Ví dụ khi gặp về là nó cứng ngắt rồi. Chứ đâu có được mềm vậy đâu. Wow, sáp kẹo luôn. Ngộ quá ha, lần đầu tiên thấy vậy luôn á trời. Ừ. Lần đầu tiên mới trải nghiệm cái vừa sáp vậy luôn á. Ừ, nó ngon. Hôm nay lần đầu chốt trái Út và cả gia đình mình trải nghiệm vừa sáp. Mà nghe nói ăn này cũng màu ngán lắm hay gì á, nó béo hay sao á. Mà anh cũng biết sao. Người ăn nửa trái đã luôn á. Giờ Nhi đang khui cái hộp sữa này cả nhà ơi. Cái xì sữa luôn cả nhà. Khui cái hộp sữa là chuẩn bị mấy cô cháu mình chén. Hỏi nó thơm. Để cái này hỏi cái mình nước sáp nữa, nước sốt, nước sáp. Mình chế vô ha. Mình chế vô. Chế vô luôn nha. Dạ em chế hết rồi nhỉ. Wow. Béo dữ. Béo ngất ngay luôn. Cầm lên đi. Cầm miếng dưa lên cho nó gọn nha. Wow. Béo, vừa sáp đã béo đã ngon rồi. Mà cộng thêm cái sữa nữa. Sữa cho nó ngọt. Ừ. Cái dừa đâu ngọt. Hồi nãy nó hơi lạc phải không Quỳ? Dạ nó lạc. Nó chỉ có cái độ béo thôi. Dừa không còn ngon. Dừa nó chỉ có cái độ béo thôi chứ nó không có độ ngọt. Mình phải thêm sữa. Đúng rồi, giống như ối luôn á. Ừ. Chuẩn bị xong hết rồi nè. Nãy nạo dừa ra đập đá xong rồi nè. Để đá lên nè. Giờ để đá vô.
nãy chế sữa vô thì để đá vô. Không để đá vô nha anh. Thế đó hả? Có gì nhiều, cái này nhiều. Này đi chợ ốc trước. Ăn giờ là mát lắm luôn, ngồi đây mát mà ăn đá này mát nữa. Ốc yêu thơm quá. Thử nha, thử cảm nhận nha. Tới mình nè. Tới nguyên nhân thôi nè. Phải nhiều đá lên rồi anh trộn lên. Trộn lên hả? Cho em miếng sáp nữa nè. À cái này giống như bánh su á. Bánh su Hàn Quốc á. Bánh su là gì ta? Bánh su là đá bào á. Đấy cẩn thận anh. Rồi mà bây giờ Nguyên cho anh luôn nha. Có bèo. Béo béo ngọt. Cứ cái đại đúng. Không sao. Không thơm, không thơm. Không sao. Húp. Nó hơi đầy á cả nhà. Bởi vì Út cầm hơi khó. Mấy cái miếng đồ ăn luôn mà. Ngon sao hai em ăn thấy sao? Ngon. Béo béo ngọt ngọt ha. Béo lạnh. Béo ngọt. Chảy kìa. Vừa ăn mà nó vừa chảy. Béo quá. Béo quá. Béo. Em ăn thử nha. Một người ăn cả. Nguyên ăn ha. Nguyên muốn bự luôn hả? Dạ. Quên em lấy muỗng này luôn. Ăn chút cái này nè. Nó béo béo. Ngon quá. Mà trúng cái miếng dừa á. Dẻo dẻo mềm mềm. Dẻo nha. Dạ dạ. Để mọi người ăn xong vô ăn luôn. Ngon quá. Ngon quá. Ta nó lạnh lạnh nữa. Nghe hả? Nghe ơi em ăn nè. Ăn như sinh tố à. Ừ đúng rồi. Em vô ăn luôn nè. Rồi ăn ok. Sinh tố luôn. Em vô ăn. Rồi, giờ mình vô ăn luôn nha cả nhà. Để mình ăn thử. Mấy cái nhà nhẹ. Mấy cái nhà nha. Trời ơi. Vừa nó mềm mềm mới béo luôn ha. Là lạ hả? Béo mà ngọt lại. Mà này theo thấy là ăn mà không có đá, không có sữa vô, chắc chết quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải có sữa, đá vô. Phải có sữa. Phải có đá. Không có sữa có đá gì nữa đâu. Anh này. Cái này á có một món ăn bằng cái này không? Không. Không hả? Một món ăn. Mở luôn ha. Bánh su Việt Nam. Bánh su cái này đó. Ăn cái này giống như ua, phải chua chua nó giống như ua lắm luôn á. Mà vậy anh nó như một trái dừa mà 100 ngàn. Mà thì một phần này mình bán có nhiêu ta? 60 à? 60 là đâu có lời. Thì bỏ công làm lời đó. Đó chứ là mất tiền á. Chứ mắc quá sợ người ta không mua quá. À nhưng mà mắc quá ha. 50 là nửa trái. Ngon quá cả nhà. Em tính có 10 ngàn tiền lời thôi đó. Rồi còn đá sữa đó. Đá sữa rồi tiền công làm. Đổ rồi đó nha. Tiền quán cà rồi máy lạnh nữa. Máy lạnh ngoài trời đi. Chưa tiền đâu mà mở máy lạnh đấy. Giờ tới giờ này mà tính nha cũng 60 ngàn rồi. Mà bán 60 thì nó lỗ. Nhưng mà ngon. Thôi, ăn nữa. Còn nữa. Nhìn đây. Rồi. Cứ ăn sao? Nãy thấy ngon không? Ngon. Út nãy nói lần sau mua nữa đi. Lần sau mua nữa. Ở bên Hàn Quốc có dừa sáp này không Quy? Em không biết. Em chưa thấy nữa. Không biết có bán không mà. Cũng có nên bình thường á. Ở tại Hàn Quốc cũng rất là mang nổi tiếng nữa. Dạ. Chắc là không có. Đi sữa nhiều mới ngon. Em đi sữa nhiều á. Đi sữa nhiều béo. Béo mà ngọt. Nó ngọt. Chị đó bán nhiều không Nguyên? Cũng nhiều lắm anh. Dạ. Em nói lần sau mua nữa. Dạ. Làm chung tổ luôn hả chị? Đúng rồi, làm chung tổ đó. Mà nhờ người khách mua giùm á. Tại bên Bến Tre á. Lâu lâu mới có đợt. Ở nhà mình tại sao không có cây của cô nó trời? Tại vì sao không trồng phải không? Tại vì trong cái đó chứ. Cái giống dừa này nghĩ là khó trồng lắm Quyên. Khó trồng hả? Thứ nhất, là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á là như anh biết là trong một cái buồng dừa á chỉ có một vài trái nó có sáp mà. Chứ không phải là một buồng dừa nó đều có sáp hết. Bởi vậy cái kỹ thuật trồng đó mình cũng không có biết được. Chứ không phải trồng cái dừa nào mà lên cũng có trái nào cũng sáp đâu. Vậy mình mua mấy trái này có sáp hết cũng hên quá ha. 5 trái nó sáp hết là 4 trái chứ. Với mình lúc mình mua mình lắc thử
lắc thử coi nó có kêu tiếng nước không, có kêu tiếng nước là không phải sáp. Ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Lần đầu anh ăn dừa này luôn ha. Ồ, đúng rồi. Lần đầu tiên á. À, như năm người đây lần đầu tiên ăn hết luôn, không ai chưa ăn luôn. Như miền Tây chưa ăn luôn. Lần đầu trải nghiệm. Cái này giống gì ta? Câu câu hả? Giống như ua, em thấy giống như ua. Giống như ua, câu câu mà nó thiếu chua à. Giống như ua. Vô gió mát quá. Hồi nãy giờ mới thấy con gió nè. Thiếu chua phải không? Đúng rồi. Hai trái tắc cá nặng giờ cho chua. Con nói chuyện vui quá. Là mấy này sao mình cạo ta? Để được. Nè, đang làm cho hôn chị em thêm mỗi thứ một cái. Cái này tốt, mình về mình cạo nữa được á. Em rồi. Em cạo vô nó vẫn còn được á. Đúng rồi. Dạ được. Sao hả? Đây cái muỗng mình nhỏ. Cạo được luôn á. Tóc tỏ hả? Cứ mấy kia ha. Không cạo được hả? Cạo. Ăn không á, nó rất là béo mà thơm, thơm dừa. À. Thơm dừa và béo lắm. Kỳ nha. Tự nhiên ăn dừa cái thơm dừa. Cục ghê á. Trời ơi, ngộ ghê. Thôi, bỏ đó. Rồi đưa đó cho em. Đưa này cho em. Anh ăn cái đó đi. Trái này ngộ cái ăn dừa thơm dừa. Thì thơm cục dừa thì cục hơn chứ. Ăn dừa sáp rồi tự nhiên thơm dừa. Ngon lắm. Ngon. Anh hôn mê rồi. Thích. Tại vì nóng mà. Trời nắng ăn món này thích hợp luôn á. Đúng mà. Hình như cái gáo nó bự nè quên. Y chết này ra. Gáo này của anh Huỳnh bự nhất luôn á. Thôi để cái vô. Chị hai cạo được luôn nè. Thôi nè, nhầm vô. Nhầm quá trời luôn nè. Cảm ơn anh em nhí nhí. Ủa, cho em nữa hả? Ừ, cái gáo miếng này mới có. Anh ấy mới chốt rồi. Anh sữa anh còn không? Còn, trời ơi, anh ba ba. Thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chị. Cảm ơn đi. Nói chung anh cũng có dịp nào mà thử cái dừa sáp này nè. Dạ. Tại vì nghe nó lâu lắm rồi, còn chưa nghe. Là bắt giờ ngay trên bé hả? Dạ. Là bắt giờ trên bé. Không phải, tại nhỏ tuổi con có kêu bé tên Thư. Tên Thư. Chứ không phải tên bé. Tại nhỏ tuổi con hay kêu bé lắm. Rồi, lên sữa. Rồi hết hộp sữa luôn nè. Hết hộp sữa luôn. Hết sữa luôn. Ghê thiệt. Nó được rồi. Một thêm đá nữa này nha. Nó được. Hay miếng cá không? Này không có cá cho. Miếng lên sữa không? Dạ không. Em để rồi. Không rồi. Chưa rồi. Vô anh. Giờ mấy nha. Vô mọi người. Mọi người để úp hầm xong cái vô cái nè. Đúng rồi. Vô. Vô nè. Yeah. 1, 2, 3, vô. Quá hấp dẫn luôn. Tôi đang vừa sáp nha. Rồi thì bây giờ là tiếp tục màn 2 cánh 1. Tiếp tục ăn. Lấy xét xoài. Bây giờ là món khác cả nhà ơi. Xoài trứng úp lại. Xoài úp đá. Đây là xoài. Qua mình đi mua nè. Qua tại em về sớm á, phải em về sớm nên em mua xoài, mua dừa. Ừ. Xoài phải xoài bao mua không nhỉ? Xoài này xoài cát không đây? Hèn chi nó thơm quá trời luôn kìa. Cái nó gọn gọn ha. Không to mà nó gọn gọn. Chứ em xí ăn hộp. Ăn hộp có hộp gì vậy ăn cho. Quyên vẫn ăn hộp ăn xương được không hả? Không còn gì luôn. Nè Huynh. Ấy làm cầm miếng nha em cho vui. Anh lấy miếng ra nha. Ừ. Úp giống như xoài Thái Lan quá. À. Okay. Anh hai. Thôi, cầm luôn nè. Cầm luôn. Rồi, mọi người mình vô nè. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà. Cả nhà luôn. Mọi người. Dài không? Ngọt hả? Ngọt quá trời luôn. Ngon, ngon như mất con á. Quá trời ngọt luôn.
Ngọt quá à. Cái nhỏ không thấy này quá. Cái mùi nó, cái mùi nó khác cái mùi xài bao mưa ta. Dạ. Ừ. Ừ, nó chín nó thơm lạ hơn á. Hương vị durian á, hương vị sao riêng á. Sao riêng. Anh nói là ngon như vậy. Nó đều ngọt được thơm đúng không? Chị khó hiểu cơ. Ừ, em gọt đi, em gọt cho mọi người ăn đi. Ngon quá chị ơi. Ừ, chín giờ này cũng không được. Ngọt quá. Giờ cũng chiều rồi cả nhà ơi. Đây là cái khung cảnh vào bắt dắt chèo nè. Ở ngoài thì cá nhìn vô ha. Nhà mình thì ở trong kia. Xung quanh là dừa. Quá mát mẻ luôn. Gió hiu hiu nữa chứ. Có ngủ luôn, có võng nằm đây ngủ ngon ha. Ừ, đúng rồi, có võng là ngủ thiệt luôn á. Anh ăn đi anh. Này hốt ăn đi, nhiều lắm. Rồi thì mấy cô cháu mình mới vừa ăn xong cả nhà ơi. À, ăn dừa sáp á. Ăn mà nó còn cái phần cứng bên trong cả nhà. Gọt cái này mình cạo ra nó cạo, ăn tiếp. Cạo được đó. Nếu hồi mình vô nhà mình cạo sao đi ha. Nó cái này nó cứng. Mà hôm nay hai em thấy sao? Ngon. Lần đầu trải nghiệm cái món dừa sáp. Lần đầu mình ăn em thấy ngon ghê luôn. Béo mà nó ngon làm sao luôn. Anh thấy sao anh? Dừa sáp rất là ngon, ăn nhiều bingsu Hàn Quốc. Bingsu là dessert. Đá bào vậy đó. À, vậy đó, đá bào có sữa rồi có nhiều vị lắm. Mà như dừa sáp này mình ăn mà không có sữa, không có đá thì nó không có ngon. Không ngon. Nó bình thường lắm. Và xoay cũng rất là ngon cả nhà ơi. Xoay có hương vị sao đỉnh. Thiện luôn á. Xoay hương vị trầu kiên. À, nãy giờ đấu lý nãy giờ luôn á. Ngon biêu, hôm nay ăn thấy ngon không? Hôm nay ăn thấy ngon ngon miệng không? Lần đầu tiên được trải nghiệm món dừa sáp rất là ngon. Dạ. Ngày đó giờ mới ăn đầu tiên á mọi người. Dạ. Vậy ha. Ngon thiệt mặn. Có nhiều vô nó thành ra vui. Đúng rồi. Như vậy mình bữa tiệc ăn chay chay full đã về bên nước Hàn. Dạ. Trở lại. Dạ. Mong mọi người sẽ yêu thương và không đăng ký rồi sẽ nghe mọi người. Rồi, thì đến đây video của mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà ơi. Và nếu như cả nhà thích kênh Miền Tiêu Family cũng như là kênh Việt Hàn Couple, kênh Sam Vlog thì nhớ like chia sẻ đăng ký kênh nha. Dạ thì gia đình mình mới bạn cả nhà. Bye bye.